Thôi mặc em đi. Ừ, có thay mặc em nè.
hay là thằng đứa mô đó, thế là đi lần đầu hay sao? À, mà cái kiểu như nhiều mụn đó mà không chịu đi liên tiếp à? Ừ, em nói là có dùng kem chứ, có em bôi nhưng mà em thấy vẫn lên rồi em kêu ủa em đâu chịu lấy đâu mình hết, phải đi lấy chứ. Em nhận nó là 4-5 ngày phải đi lại, cũng nhiều lắm. Xíu đúng không? To chị, to nhưng mà kiểu cái da nó cứng á, nó không có cầm được á, móc á. Mụn này cũng xíu.